dàn xe máy biển số ngũ quý giá trăm triệu của dân chơi. Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ trên cộng đồng mạng, những mẫu xe phổ thông như Way, Blade hay Yamaha Sirius cho đến mẫu xe tay ga sang trọng như SH đều mang trên mình biển số khủng là ngũ quý thuộc địa phận Đồng Nai. Mỗi xe đều được định giá hàng trăm triệu đồng. Dàn xe máy biển số ngũ quý có giá trị trăm triệu của dân chơi Đồng Nai. Loạt xe phổ thông các loại với biển số ngũ quý cực khủng, giá trị chiếc xe không nhiều nhưng biển số đã định giá cho chiếc xe cao ngất ngường đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, ta sẽ thấy chiếc Honda Blade biển ngũ quý 5 được nằm trong lồng kính cực kỳ đẳng cấp. Chiếc Honda SH biển ngũ quý 1, niềm ao ước của nhiều người. Yamaha Sirius mang biển số ngũ quý 3, đặc biệt ký hiệu địa phương là B3, như vậy có đến 6 con số 3 cho biển kiểm soát này. Honda Vision mang biển kiểm soát 66666. Và hình ảnh chiếc Super Cup mới lấy mang biển kiểm soát 12345 cực độc. Hãy cùng chiêm ngưỡng dàn xe máy phổ thông với biển số khủng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.